Chào mọi người, hôm nay nhà mình ăn cái món lẩu lẩu trứng nấm rơm nha mọi người, trứng lộn nấu với nấm rơm này mọi người. Thì mình cái lẩu này thì cũng đơn giản, thì mình chuẩn bị một cái nước dùng nước lẩu như thế này. Có thể mua cái lẩu ở ngoài tiệm bán cái gói sẵn đó mọi người, rồi mình nấu nước đơn giản thôi. Rồi thì trứng lộn mình luộc đi bỏ vào. Rồi cái món lẩu đặc biệt của mình ở đây này thì mình có hái nấm rơm mà nó đã bung dù lên như thế này nè mọi người. Ăn thì nó tuy nó hơi già cứng xíu mà nó dai nó giòn nha. Nó viên nhưng mình cũng thích cá nha. Đủ nguyên tay và ăn đúng anh luôn. Mọi người thường đó nhà đỡ cái nấm này là đỡ nhúng lẩu ra buồn vô. Rồi mình ăn thôi. Giờ làm múc bánh phôi. Như con nhà nó trước khi mình ăn nhà mình sẽ uống một là một nước ngọt xí rồi cái đầu mình ăn sau. Nấm rơm quá là nhiều. Hôm nay mình làm không kịp hái, nó lớn nhanh lắm. Nguồn này ở tỉnh của mình thì nó nén quá là nén, nên là nó lớn rất là nhanh, buông nhiều rất là nhanh. Quả leo nhiều mà xem bơm vô nó nhà xí vô nó đẹp luôn. Thôi ngày quê hái rồi, giờ chiều mình hái lớn nhanh quá. Lớn nhanh. Rồi mà chiều qua con cái đường đi nữa mà xem. Quê hái rồi, vậy còn nhỏ con hái giờ nó chiều nó vô. Đặc sản nhà làm, nhà mình làm nấm nha mọi người. Ai cần nấm gì thì cứ liên hệ. Để ai thích muốn thích cá nấm rơm ăn hàng ngày thì cứ alo cho em nha. Bên em có bán phôi nấm rơm luôn. Bữa người ta hỏi nấm rơm gì đó. Mèo nấm rơm nấm phôi. Phôi chứ, phôi nấm rơm. Giờ là bán thành phẩm thì chúng ta cứ cái nấm loại nấm này thì nó cũng đơn giản, nó cũng không khó gì mình làm, thì biết cách làm thì nó đơn giản thôi mọi người. Nó ai có cần mình là mua rơm rẻ và rơm rẻ ở ngoài đồng thu hoạch và mình đỡ một thời gian khoảng một tháng đây là bắt đầu mình làm nấm rơm mới được nha. Nửa tay như vậy đẹp đó, ngon lắm. Để uống ngọt không? Lấy cho mẹ ly. Uống thử, chứ đừng có cong. Ok. Nấm này là nó cũng nhanh chín. Nhiều quá. Thì mình nước hết cái nấm này nhiều mà, nấm nhiều mà. Thì nó chén ăn nó bỏ. Mà sao màn hình nó không sáng ra nữa. Đúng, nó đang quen. Chạm tay vô mặt hình xuống. Ờ, đâu có. Rồi, ngồi vô ăn đi. Lõi này thì mình nấu với trứng
trứng lộn, trứng vịt lộn á mọi người, ăn nó cho nó ngọt hơn. Nấm như trứng lộn. Trứng lộn mình cũng ăn các bạn. Rồi mời mọi người nha. Giờ mới chấm đồ lên mà nấu cá ăn ngon biết lắm. Được, cái ông làm vậy, bảo vô anh giúp đang giúp đây trăm ba này, kiếm được ba. Đây. Cho một cái cây dù. Ăn ngon hả? Từ bả nữa ăn bớt ăn. Sao cái cây nó bị dài nha? Tự nhiên nó thế rồi. Đây là. Ông siêu bắt các cá nhau hả? Bả đâu má. Giải nhiệt nha mọi người. Nhất nát.